Vâng, xin chào anh em, quý vị và các bạn. Bây giờ thì Hùng lại đang có mặt ở gian hàng BMW và BMW, nói cho nó dễ xưng hô. Và một siêu phẩm, có thể nói đây là một siêu phẩm và cũng rất hot trong ngay sau khi ra mắt ở Mỹ vào khoảng tháng 10 năm 2018, đấy chính là BMW X7. Ngay bây giờ chúng ta hãy xem mẫu xe này ở Thái Lan có gì đặc biệt. BMW X7. Cái bản ở Thái Lan này là bản M50D, vâng, động cơ diesel. Đây là bản cao cấp nhất sử dụng động cơ diesel. Và tại thị trường Thái Lan cũng chỉ có bản này mà thôi. Nếu như các bạn nhớ cái hồi ra mắt thì BMW đã giới thiệu khá nhiều phiên bản, trong đấy là bản M50D, bản 30D và bản động cơ xăng là 3.0 và 4.4V8, 3.0V6 và 4.4V8. Có rất nhiều phiên bản. Đây. Rất to, rất dài và rất hầm hố. Đấy chính là BMW X7. Mẫu xe này tại Việt Nam xem là sẽ có các đối thủ như là LX570 này, đương nhiên rồi, mà chúng ta hay gọi là khủng long đấy. Rồi Range Rover này đấy. Rồi Cadillac Escalade. Và các bạn hãy xem này, với một mẫu xe có kích thước lớn. Mẫu này thì về kích thước thì có thể nói là từ 7 series và xây dựng lên. Còn thiết kế kiểu SUV thì rất đặc trưng của BMW X5. Và trên một mẫu xe to thì đương nhiên rồi, cái gì nó cũng to. Và phần lưới tản nhiệt đây các bạn có thể thấy. Cái lưới tản nhiệt đây đã có khá nhiều hình ảnh châm biếm về sự phát triển của lưới tản nhiệt và càng ngày nó càng to. Có một cái hình ảnh khá vui là cái phần lưới tản nhiệt này nó sẽ trong năm 2050 thì đấy, nó sẽ ăn hết cả cái phần nắp capo. Đó. Mình thực sự là không thích, tôi không thích cái cách xưng hô là lưới tản nhiệt hình quả thận. Và tôi cứ gọi là lưới tản nhiệt đặc trưng của BMW hơn. Nghe quả thận nó kém sang thế nào ấy. Và hệ thống đèn LED này, giải LED ban ngày, có 2 beam. Còn xe Đức thì đèn đóm thì không phải nghĩ rồi. Đèn này chắc chắn là cũng là đèn thông minh. Rồi cảm biến trước, có cảm biến góc, có camera 360. Có luôn. Gói M Sport sẽ là vành này, sẽ là calip phanh này, sẽ là body kit. Wow, lốp 275R22 vâng, là răng 22 inch, không hề bé đâu, quá to luôn. Và hệ thống treo thì chắc chắn rồi, là hệ thống treo hơi rồi, bóng hơi. Để mình xem. Wow. Và sẽ là hệ thống treo thích ứng với địa hình. Đấy, camera, cho hệ thống camera 360. Bây giờ mình sẽ tiến ra phía sau. Hiện tại thì X7 đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các anh em tới từ Thái Lan, từ Malaysia, từ khá nhiều khu vực. Cho nên chúng ta phải sắp xếp dần dần để được vào ngắm, quan sát. Phần đuôi nếu mà mình nhìn hơi ngang ngang như thế này này thì nó có gì đấy hơi giống GLS. Mà cũng đúng thôi, mình cứ tạm gọi đấy là gen Đức đi. X7 này sẽ được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, nhà máy BMW tại Mỹ. Và giá bán của mẫu xe này tại thị trường Thái Lan là 9 triệu bạt. Quy đổi ra giá tiền Việt Nam nó phải tới 6,6 tỷ. Những cái mẫu xe LX570 của mình giá chính hãng đâu đấy phải hơn 8 tỷ nhỉ. Đấy, không biết về Việt Nam mẫu xe này sẽ có giá bao nhiêu. Nếu mà 6, mấy tỷ có khi lại ngon. Các bạn nên nhớ là những cái mẫu xe sang ở thị trường Thái Lan
mẫu xe sang, những mẫu xe dung tích động cơ lớn thì sẽ có giá rất đắt, cũng không rẻ hơn Việt Nam chút nào đâu. Cửa thì đương nhiên rồi, cửa mở điện. Cái cốp của mẫu xe này rất là lớn nhé. Cốp mẫu xe này là khoảng 1.376 lít. Và gặp lại thì nó khoảng 2.560 lít. Nó cũng khá giống với mẫu Range Rover mà mình đã giới thiệu ở cái phần cửa phía sau đây này. Cũng đóng mở điện này. Mở hình vỏ sò này, cốp cái cánh cửa dưới cũng thế, cánh trên cánh dưới mở. Và cái phần gầm này, cái cuộc hơi này có thể hạ thấp được 40mm. Các bạn chờ một chút để có thể thuận tiện cho việc ra vào. Đấy, các bạn có thể thấy chiếc cốp được mở ra và có thể hạ thấp xuống 40mm nhé. Ở đây các cái hệ thống điều khiển, chúng ta thì gặp ghế, hàng ghế thứ 2 và hàng ghế thứ 3 bằng điện ở đây. Đây ạ. Cũng khá giống trên GLS hay là LX570. Cửa mở hình vỏ sò. Bấm vào đây. Bấm vào đây để có thể hạ gầm cho. Đúng rồi. Đây, bấm vào đây hạ gầm. Bấm vào đây thì sẽ mở ra. Đó. Bấm bật lên không? Tự động thu lại. Rồi. Đèn trước sau thì đều là đèn LED hết. Thực ra bây giờ đèn LED thì là quá là cơ bản rồi. Mình nhớ là cái khoảng chiếu xa của cái hệ thống đèn pha của X7 này họ quảng cáo tới 600m. Úi dồi ôi, nội thất đẹp quá. Nội thất đẹp quá, nội thất X7 thì quá đẹp. Nội thất X7 quá tuyệt vời luôn. Ba chất liệu tạo nên khoang nội thất sang trọng, đấy là gỗ, đấy là da, đấy là kim loại. Và trên X7 sẽ thêm một vật liệu nữa, đấy chính là vật liệu thủy tinh. Trên cái bảng điều khiển ở đây, cần số và nút iDrive, nút điều khiển. Rất đẹp. Đây là một pha lê đấy. Đấy, các bạn có thể thấy này, nó hơi bóng một chút bởi vì rồi khoang xe đẹp quá anh em ạ, khoang xe quá đẹp luôn. Và một mẫu xe mà dài hơn 5m với một chiếc vô lăng này, rất nhỏ luôn, vô lăng quá nhỏ. Mẫu xe này thì được trang bị có thể nói là đầy đủ công nghệ luôn. Màn hình kỹ thuật số phía sau vô lăng kích thước 12,3 inch. Màn hình trung tâm cũng 12,3 inch. Rất đặc trưng. Các chức năng thì nó cũng tương đối giống trên các cái dòng sản phẩm 7 series và 530 mình cũng vừa giới thiệu. Nó có camera 360, navigation, có hết. Để xem một xe này. Đấy, động cơ diesel này. Rõ luôn. Động cơ diesel trên cái bản M50D này là động cơ 6 xi lanh thẳng hàng, quad turbo, dung tích là 3.0, công suất cực đại là 395 mã lực và mô men xoắn là con số khủng khiếp, 790 Nm. Với các cái chỉ số như thế này thì nó đủ sức mạnh, mình nghĩ là chắc là dư để vận hành một cái xe, một chiếc xe có trọng lượng lên tới 2,5 tấn. Và theo thông tin của nhà sản xuất thì nó chỉ mất 5,4 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h. Bây giờ thì có một anh kỹ thuật, anh đã mở động cơ lên, mình lập tức là ra đấy luôn. Đó.
Động cơ dầu. Crew của Rolls-Royce thật đen. Mà từ Platinum thì tăng tổng tăng thẳng cái người có chuẩn khi bên 6 xi lanh thẳng hàng 3.0. Đó. Và các bạn quan sát này, cái vùng giữa phần lưới tản nhiệt và khoảng động cơ nó có một khoảng rất rộng, và khoảng hấp thụ xung lực cũng như giảm chấn khi va chạm. Bây giờ tôi lại tiếp tục quay lại cái phần không gian xe nhé. Mẫu xe này chắc là sẽ trang bị đầy đủ các cái hệ thống như là màn hình head-up display có luôn. Đó, đây trên này. Hệ điều hành sử dụng trên mẫu xe này là sử dụng hệ điều hành BMW Operating 7.0. Ở đây thì không có cái thông số cụ thể về trang bị loa để mình xem. Nhưng mà theo mình được biết thì mẫu xe này có hai cái tùy chọn, một là trang bị loa 16 loa Harman Kardon hoặc là 20 loa Bowikin. Để bây giờ mình ngồi vào trong khoang xe để xem. Wow, phê quá. Ghế lái điều chỉnh phải mười mấy hướng luôn. Đó. Màn hình này thì mình sử dụng khá nhiều rồi đó. Good. Wow. Toàn chữ Thái luôn các bạn. Toàn chữ Thái luôn. Rồi toàn chữ Thái luôn đó. Úi giời. Đấy. Anh ở đằng sau anh vừa đẩy cả cái ghế của mình lên. Menu điều khiển, có lẽ cái phần điều khiển ở cái phần mà bố trí cần số này. Cần số đúng bằng pha lê rất đẹp này. Rồi các cái chế độ này. Lùi rồi là về mo rồi D vân vân vân. Rất đẹp. Nút start stop ở đây. Camera 360 nhấn vào đây. Cũng là công nghệ cảm biến. Touch. ESP. Đó. Có các chế độ lái là Sport, Comfort, Eco, Adaptive và Auto Hatch, hỗ trợ xuống dốc, nâng gầm, vân vân ở đây. Rất đẹp. Hiện tại thì chỉ có duy nhất BMW X7 được trang bị các cần số kiểu như thế này. Cái khu vực cần số rồi là các cái chế độ hoạt động. Thì bây giờ thì mình sẽ ra hàng ghế sau nhé. Mẫu xe này thì thu hút được sự quan tâm rất lớn. Hàng ghế sau thì có thể điều chỉnh được này. Khoảng giữa chân rất rộng. Các bạn có thể quan sát thấy luôn. Da cao cấp, may với những cái họa tiết đẹp. Tựa đầu kiểu da này, da Alcantara. Đây, có thể điều chỉnh điện hết này, độ ngả này. Điều chỉnh thì tiến đợi ngả này, tiến lên này, vân vân. Và thậm chí chúng ta có thể điều chỉnh ngay ở phía bên dưới đây. Đấy. Ngửa ra, tiến, lùi, và điều khiển ở đây hết. Nói chung về cái diện tích sử dụng, cái không gian ngồi trên mẫu xe này thì không phải nghĩ. Sáu bảy người ngồi vị trí này đều rất thoải mái luôn. Đó. Tất cả các ghế, hàng ghế trước, hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba đều được trang bị điều khiển điện hết, không phải nghĩ. Đó. Và hệ thống điều hòa thì là hệ thống điều hòa 4 vùng. Ở đây có khả năng cái khe này để có thể gá cái màn hình vào này. Còn bên này là cổng tai xi để sạc này. Siêu rộng. Và cửa sổ chơi là cửa sổ chơi toàn cảnh. Các bạn sẽ thấy được là tất cả các chi tiết trên xe ấy, ngay từ đường may này, da này, vân vân, rất đẹp. Đó. Hay là những cái phím bấm, tất cả những cái phím bấm trên X7 này. À, đều rất đẳng cấp, tinh tế.
và tất cả các cái phiên bản BMW X7 đều sử dụng chung một cái hộp số, đấy là hộp số 8 cấp và hệ dẫn động là X-Drive với khóa vi xay cầu sau. Đương nhiên rồi, mẫu xe này sẽ được trang bị cái hệ thống phuộc Adaptive M Suspension với cái hệ thống giảm sóc chủ động. Nói chung là tất cả những cái xe như thế này đều có hệ thống lái chủ động này, hệ thống treo chủ động này, rồi là các cái hệ thống về hoạt điều khiển động cơ này, hộp số này, vân vân. Và riêng cái bản M50D này sẽ có cái hệ thống vi xay điện tử trung tâm, rất hay luôn. Đấy là điều đặc biệt trên bản M50D là khóa vi xay điện tử trung tâm. Công nghệ điều khiển bằng tay rồi trí tuệ nhân tạo rồi vân vân thì nó cũng tương tự trên các cái dòng BMW mình đã giới thiệu rồi. Và đây là những cái thông tin phải nói là rất nhanh, chỉ ngắm nghía BMW X7 thôi. Hy vọng là BMW X7 sẽ sớm về Việt Nam, và mình nghĩ rằng về Việt Nam thì nó cũng chỉ về động cơ 3.0 là hợp lý, về 6.3.0 là hợp lý. Khi đấy thì mong là chúng tôi sẽ có điều kiện chạy thử, lái thử và sẽ chia sẻ thêm các thông tin sâu hơn về các dòng sản phẩm BMW X7 này. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn, hãy nhớ rung chuông và đăng ký kênh nhé.